Đây là hai con chó con của con Vinci. Vinci và Loki. Đàn 10 con, đẻ 10 con mà một cái thai nó hỏng cái nó ảnh hưởng đến 7 cái thai khác. 8 con ra đi, còn được hai con này đây, hai con đực. Đẹp tuyệt vời luôn, đúng phong cách của cái bộ gen chung là phong cách của con Pila. Vừa bê ra đây mọi người nhìn này, nhìn mặt này đó, chỉ có hai con thôi, hơi bị ít. Cái đàn cho con này thì nếu mà tính ra cái dòng máu của nó thì nó có dòng máu của con Pila nhập Đức, và nếu mà ở bên đằng con mẹ thì nó có dòng máu của con Husa. Nhưng mọi người nhìn mọi người sẽ thấy nó không có cái nét nào bên ngoại cả, toàn nét ở bên đằng nội thôi. Mọi người nhìn, mọi người sẽ nhìn thấy cái mặt của nó là nó sẽ giống như là những cái con chó của con Melsi nó đẻ. Nó giống ở bên đằng nội đằng con Pila, ở đây giống bên đằng Loki. Ok. Con đực thôi, có hai con đực chứ không có nhiều. Rốt này thì nó sờ cà thấy sớm lắm, đủ hai cà sờ là thấy ngay, bây giờ là thấy rồi. Răng đẹp luôn này nhá, răng ngon lành chứ, răng đẹp ôm. Hai con này làm được giống được đấy. Răng đẹp luôn, hàm trên nó ôm hàm dưới. Cái việc là cái răng nó có đẹp hay không ấy, nó là một cái yếu tố quan trọng quyết định cái giá con chó. Khi mà cái khung của con chó nó tốt, con chó nhìn nó đẹp, con chó nó nhanh nhẹn, con chó khung của nó tốt, thì cái việc cái hàm răng nó có ôm khít hay không nó là một cái quan trọng ảnh hưởng đến cái giá của con chó. Nếu mà răng nó không ôm khít ấy, thì giá nó lại rẻ hơn, có thể nó rẻ hơn vài triệu. Còn nếu mà răng nó ôm khít ấy, thì nó lại là giá cao hơn đó. Đây cái đàn này đây, để cho chúng ta chơi một tí này. Nhìn hai cái mặt đây. Đây, như Sunny luôn. Thế thì lần sau con Vinci này sẽ lại cho phối với lại con Marvin. Lần sau á? Chứ còn nếu mà nó ra cho con như thế này gọi là tuyệt vời, chứ không phải phải nói là nó là tuyệt vời đấy. Tức là phối họ, phối có họ nhưng mà không quá gần, tức là nó có dòng máu chung. Mà như bọn này là hai con này là nó là ở trong dòng máu chung đây này. Nhìn cái mặt của nó y xì như cái đàn của con Loki ngày bé, y xì luôn, y xì như đàn của con bố lúc bé ấy. Thì nó chính là Tây đấy chứ còn gì nữa. Theo cái máu của đằng nội nhà nó. Đây, tuyệt vời đấy. Hai em này thì thực sự mà nói là cái nhìn nhận của hai cái con chó con này thì nó tốt ngoài dự đoán, tốt ngoài cái dự kiến ban đầu khi mà ghép cái cặp đôi này. Rất tiếc ở đàn 10 con mà nó lại có sơ sẩy khi mà mang bầu, hơi bị đáng tiếc một cái đàn chó con 10 con mà cuối cùng mà giữ được có hai con, nhưng hai con phải nói là gọi là tuyệt vời, tuyệt vời của nó đấy. Anh quá tiếc cái 8 con. Không, nếu mà như thế này là như thế này là Vinci, là như thế này là Vinci là máy đúc rồi đấy. Vinci như thế này là chính là máy đúc rồi. Thế này phối với này như thế này, lần đàn này là phối hơi gần này.
Đàn này là phối hơi gần, đàn sau cũng là phối gần nhưng mà phối xa hơn cái đàn này một chút. Đàn sau sẽ cho Vinci ghép với lại con Mavi. Nó sẽ là tuyệt vời đấy. Cái con chó con này mọi người để ý cái lông ở ngực, khi mà cái lông của nó là lông trắng pha với lại lông vàng hoặc là lông trắng pha với lông đen ở ngực như cái con chó con này là dễ nhìn này. Ở cái ngực của nó này thì lớn lên một tí nó sẽ bay hết, hoặc là có thì nó có vài cái sợi lông trắng như là con Marvin về sau, nó có vài sợi lông trắng ở ngực lẫn với lông đen, cái đấy nó không tính là lỗi mọi người nhé. Đấy là cái việc bình thường thôi. Còn mọi người muốn nó đẹp hoàn hảo thì mọi người nhỏ nó đi. Còn nó lỗi khi mà cái màu cái lông trắng nó thành một cái mảng trắng, mảng trắng thì nó không bay được và nó tính là lỗi. Còn chấm pha lẫn trắng vào giữa lông đen thì nó không tính là lỗi và nó bay được. Như con này là thay lông xong là sẽ bay này, nhìn cái ngực của nó này. Đấy. Hai em này thì từ bé đẻ ra là nó cũng có một cái độ chênh lệch nhỏ giữa hai con, một con to hơn một con bé hơn một tí. Anh cái cân đâu nhỉ anh nhỉ, có cân bàn không nhỉ? Bàn à, cân thử con này xem nào, mấy cân ạ? Cân bị khó đấy, cân còn có chân con thì... Đang giờ ngủ của chúng nó hay sao mà ra đây là một con lại cứ nằm không thôi này. Đang gì đấy? Chuẩn bị đến giờ ăn đấy. 4:30 này cho ăn. Thằng to hơn nằm không. Có thằng bé thì còn đi tìm hiểu tí. Đó, nhìn hai thằng nó giống nhau. Hai thằng này thì nó giống nhau 99%. Đó. Đó, con này thì ra Tết mới bắt được. Nhưng mà hai con này ấy, nếu mà như thế là hai con này mình sẽ ưu tiên, một là các bạn mà có thể là đã nuôi con chó cái của trại, mua con chó cái của trại trước đây, hai là các bạn ở gần, bởi vì có thể về sau là mình sẽ cần lấy giống của những cái con này, tức là câu chuyện của khoảng tầm hơn 2 năm nữa. Con chó để mình lấy giống thì nó phải khoảng tầm 3 tuổi trở ra thì mình mới lấy giống đó. Nhưng mà muốn giữ nó ở gần để mà lấy giống, để gần thì mới lấy giống được, chứ xa quá thì không có lấy giống được. Sẽ ưu tiên cho các anh em ở gần. Đó. Hai em này là tốt ngoài dự đoán. Thực sự mà nói là đàn chó con này là một đàn chó con nó tốt ngoài dự đoán. Khi mà ghép phối gần, ghép phối gần thì nó lộ ra cái ở đàn chó con là nó mang cái bộ gen chung và nó thể hiện cái bộ cái gen chung ấy luôn. Cái gen chung là chính là gen của con Pila đó. Pila Kumasi nhập Đức đó. Tuyệt phẩm đấy. Nhưng mà ít quá. À. Và hai cái em này nó tuyệt phẩm như thế và nó lại bộ hàm nó cũng rất là tốt, con chó nó tốt, cái bộ hàm nó cũng tốt. Cho nên là cái ban đầu cái dự tính của cái đàn này giá nó nằm ở trong khoảng từ 12 đến 16 triệu, nhưng mà cho đến bây giờ thì hai con này mà bán ở cái mức giá 20 triệu là mình thấy vẫn còn rẻ. Nhưng mà mình sẽ để cái mức giá thôi. Chất lượng của con chó con là nó tương đương với những đàn ở cái mức tiền giá cao nhất của trại nhé mọi người nhé. Tương đương với ở mức có thể là con chó con ở cái đàn ở mức 25 triệu. Hơi bị đáng tiếc cái đàn này. Hy vọng là cái đàn sau ghép con mẹ này với lại con Marvin thì nó mang thai nó sẽ thuận lợi hơn. Ừ. Đó, nhìn cái mặt của con chó đó. Nó cân đối, nhìn cái mặt nó có một cái độ cân thôi. À. Lần đầu đẻ nó nuôi được con, cái con chó con người ta gọi là đẻ con so ấy, đẻ lần đầu thì nó có thể nó có nhiều thứ phát sinh lắm, còn con nào đẻ lần đầu mà thuận lợi luôn thì mừng quá. Nhưng mà thường ấy đẻ lần đầu nó sẽ có phát sinh cái nọ, phát sinh cái kia. Đẻ lần đầu chỉ cần có chó con ra là được rồi. Có chó con ra mà cho con để mà con chó mẹ nó phát triển hết cái bộ tí sữa rồi này kia, cái cơ thể của nó. Đây. Hôm kia ông đang ra ông gặp chuồng rồi.
Đây. Ông to đây. Đó. Phải nói là quá đẹp luôn. Quá đẹp. Khung giọng của bọn này thì khỏe. Ai còn đánh giá là tương đương. Đây. Đó, nhóc con này. Ra chơi chung vào đây. Đó. Chênh nhau chắc khoảng tầm 2 lạng. Cho em ra kia em chơi đi. Cứ để kệ anh quay. Ra kia chơi đi. Không liếm camera. Đó.